Ở thế giới tương lai không có ngư dân để làm việc và học tập, bởi vì các nhà khoa học đã phát minh ra quần sóc ma quái. Chỉ cần mặc nó vào, người bình thường sẽ trở thành tinh hoa trong vài giây, di chuyển gạch như điên. Một kẻ cặn bã không có điểm số cũng sẽ thức đêm học hành chăm chỉ, có điểm trượt hai chữ số. Hôm nay Nobita xin nộp bài kiểm tra điểm 0. Điểm 0 trong bài kiểm tra quan trọng không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là 5 điểm 0 liên tiếp. Khi tôi nghĩ về mẹ tôi biến thành một con quỷ với cặp sừng giòn, Nobita lật bụng và chết ngay tại chỗ. Cô bé Dora không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cho anh ta một cái quần sóc quỷ mặc bên ngoài nội y. Không ngờ mẹ lại không phải để đánh đập hàng ngày. Tôi muốn Nobita làm robot quét nhà, nhưng ai là một đứa trẻ bình thường thích làm việc? Đến nỗi bé Doraemon phải viết chữ lau chùi lên quần. Tôi muốn Nobita bị buộc phải làm việc chăm chỉ, nhưng Nobita có cú trái tay. Tôi đã trao cơ hội cho chú mèo lười ngon lành. Mẹ khá hài lòng với phòng phản quan. Không ngờ bé Domain lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Không chỉ lấy kính lúp ra, mình vẫn dùng vớ nguyên bản của mẹ dạy một số mẹo để làm sạch các khoảng trống. Nhìn bé Doraemon được ví như trận chiến dọn dẹp trường học trước khi khai giảng, Nobita không còn cách nào khác đành phải cởi quần. Chỉ khi đó bé Dora mới trở nên lười biếng trở lại. Thế là đại hùng viết vào nghiên cứu mà không nói một lời, mặc quần sót, biến thành ma học trong một giây, di chuyển tất cả các tài liệu giảng dạy cho đến nay vào bàn. Tôi bắt đầu bù đắp từ lớp 1, sách luôn ở bên bạn ngay cả khi bạn ăn. Bố mẹ tôi lập tức vui mừng. Tôi không nghĩ việc vào Đại học Tokyo là một vấn đề lớn. Kể từ đó Nobita biến thành kẻ lặp đi lặp lại, ghi nhớ từ trên đường đến trường. Cho dù bị chế nhạo là kẻ cặn bã và muốn trở thành học sinh giỏi, mộng tưởng, Dacian cũng mở tấm chắn cách ly. Thờ ơ, nó thậm chí còn khó hơn trong giờ học. Nobita trực tiếp giơ tay biểu thị không hiểu hết mọi chuyện trong lớp. Sau giờ học, tôi còn để cô giáo đi cùng để bù đắp. Tôi mệt quá nên cô giáo ra tận cổng làng dùng bữa. Về nhà cũng tràn đầy năng lượng, dán bài kiểm tra số không khắp phòng để thúc đẩy bản thân. Cuối cùng đã thức suốt đêm học tập chăm chỉ ở Nobita. Sau khi mệt mỏi đến mức mắt tôi nổ tung, hạnh phúc nhắc đến lớp hai chữ số đầu tiên trong đời, đồng thời vượt qua điểm cuối cùng một cách liền mạch cho FAT Tiger. Nhìn vào số điểm 9 điểm, hổ béo đột nhiên biến thành cậu bé chiến đấu, Nobita vì thi trượt. Điều đó tương đương với việc nói rằng bạn còn tệ hơn một kẻ ngốc. Thế là ông không chỉ đưa cho Nobita một cái đầu túi đầy, ông cũng cảnh báo rằng sau này anh sẽ chỉ được phép tham gia kỳ thi có điểm 0. Dacian không còn cách nào khác ngoài việc viết ba ký tự lớn và chiến đấu, đóng gói bản thân như một con ma chiến đấu. Tôi thấy anh ấy thấy FAT Tiger đang đối mặt với anh ấy, mời đối phương đánh một trận sinh tử vào thứ 6 tuần sau. FAT Tiger cho rằng mình là bất khả chiến bại, quyết tâm nổ tung vào ngày hôm đó. Từ đó Nobita thay hổ béo bằng cây cối, tu luyện tuyệt chiêu giết hổ như điên. Sự thoái lui khi trở về nhà, sự tham gia nhiều hơn trong trường học, chỉ để đánh bại kẻ bắt nạt thị trấn nhỏ vào một ngày nào đó. Thật đáng tiếc khi mọi người đang cá rằng Nobita sẽ bị giết ngay lập tức. Cho đến khi tôi thấy anh ta đối đầu với con chó hung ác mạnh nhất thị trấn, tôi tưởng Nobita sẽ là người giao hàng tận nhà. Không ngờ anh ta lại đánh con chó đi. Chỉ cần đun nồi nước trong và nấu trực tiếp, vì tôi bất ngờ xuất hiện trên đầu chồng tôi, muốn chuyển sang Nobita và đánh bại FAT Tiger, cũng chủ động đi tìm họ hàng với Nobita, nói rằng họ có cùng một tổ tiên. Nếu đó là trường hợp, cha của Mã Vân và tôi chắc chắn có quan hệ họ hàng với nhau. Tôi chưa bao giờ chạm vào tiền, tôi không quan tâm đến tiền bạc. FAT Tiger nghĩ rằng đó là một cuộc thách đấu miễn phí, nhưng khi anh đi ngang qua sông, nhìn thấy cú đâm sau lưng tầm thường của Nobita, cây nghìn năm tuổi bị gãy, đột nhiên cả người sửng sốt, một chân dẫm lên sàn dầu rồi bỏ chạy. Tôi không biết, cây này lâu ngày bị ngâm nước sông biến thành bã đậu. Hôm đấu tay đôi, Nobita vừa ra ngoài, tôi gặp một nhóm gấu con đang ném đậu và tấn công. Hóa ra hôm nay là Setsun ở Nhật Bản, có tục ném đậu để xua đuổi ma quỷ. Và Dacian vô tình lạc lối đến mức trở thành hồn ma. Để trốn thoát, Nobita đã bước nhanh, chỉ là chiêu trò làm nổ tung hắn thôi. Anh ta không chỉ bị ngã và bị gãy xương khắp cơ thể, bức sở hữu ma quỷ cũng biến mất. Nhưng tai nạn không bao giờ có thể ngăn cản hai ông già bùng nổ giữa không gian rộng mở. Rõ ràng hai người sợ mắc bệnh Parkinson, họ còn đe dọa sẽ đánh nhau vào não khiến anh bị vô sinh. Bạn bè đều sốc, không ngờ xem hẹn lại trở thành cuộc đọ sức giữa các vua miện. Tôi không biết hai sinh viên, ai có thể nói chuyện tốt hơn.